Pháp Niết Bàn. Quyền thứ 18, phẩm phạm hạnh tiếp theo. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại vùng sông Thọ. Kinh Đại Bát Niết Bàn tiếp theo. Quyền thứ 18, phẩm phạm hạnh tiếp theo. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở tại vùng sông Thọ thấy vua A Xà Thế ngất xỉu ngã lăn ra đất, liền bảo đại chúng rằng: ta nay sẽ vì vị vua này mà trụ thế đến vô lượng kiếp chẳng vào Niết Bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Đức Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, Đức Như Lai phải vì vô lượng chúng sinh mà chẳng vào Niết Bàn, chớ vì sao đọc chỉ vì vua A Xà Thế? Đức Phật dạy rằng: này thiện nam tử, trong đại chúng này không có một người cho là ta nhất định vào với Niết Bàn, còn A Xà Thế thì quyết định cho là ta sẽ nốt ráo diệt mãi. Vậy nên ông ấy ngất xỉu đi tự lăn ra đất. Này thiện nam tử, như lời ta nói, vì vua A Xà Thế ta chẳng vào Niết Bàn. Ý nghĩa bí mật như vậy ông chưa có thể hiểu được. Vì sao vậy? Vì ta nói, vì là tất cả phàm phu như A Xà Thế và khắp tất cả người tạo ngũ nghịch tội. Là nữa, vì tức là vì tất cả chúng sinh hữu vi, ta chúng ta nhất định chẳng vì chúng sinh vô vi mà trụ ở đời. Vì sao vậy? Vì phàm là vô vi thì chẳng phải chúng sinh vậy. A Xà Thế thì tức là người đầy đủ phiền não vân vân. Là nữa, vì tức là chúng sinh chẳng thấy Phật tính. Nếu chúng sinh thấy Phật tính thì ta nhất định chẳng vì họ trụ ở đời lâu. Vì sao vậy? Vì người thấy Phật tính chẳng phải là chúng sinh vậy. A Xà Thế thì tức là tất cả những người chưa phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Là nữa, vì thì tức là hai chúng A Nan và Ca Diếp. A Xà Thế thì tức là hậu cung phi hậu của vua A Xà Thế và tất cả phụ nữ của thành Vương Xá. Là nữa, vì thì gọi là Phật tính. A Xà Thế thì gọi là bất sinh, thế thì gọi là oán. Như chẳng sinh Phật tính nên oán phiền não sinh, mà oán phiền não sinh nên chẳng thấy Phật tính. Như chẳng sinh phiền não nên thấy Phật tính, mà thấy Phật tính thì được an trụ ở Đại Bát Niết Bàn. Đó gọi là bất sinh, vì nên gọi là A Xà Thế. Này thiện nam tử, A Xà thì gọi là bất sinh, mà bất sinh thì gọi là Niết Bàn. Thế nào gọi là Thế Pháp? Vì thì gọi là bất ô, do việc chẳng ô nhiễm tám pháp thế gian nên vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp chẳng vào Niết Bàn. Vậy nên ta nói rằng vì A Xà Thế nên vô lượng ức kiếp chẳng vào Niết Bàn. Này thì nam tử, mật ngữ của Như Lai chẳng tại Niết Bàn, Phật Pháp chúng tăng cũng chẳng tại Niết Bàn, Đại Bồ Tát cũng chẳng tại Niết Bàn, Kinh Đại Bát, Kinh Đại Niết Bàn cũng chẳng tại Niết Bàn. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn đến Đại Bi Đạo Sư, liền vua A Xà Thế vào tâm muội nguyệt ái. Vào tâm muội rồi Ngài phóng ra ánh sáng lớn, ánh sáng thanh linh ấy đến chiếu vào thân vua thì ghẻ trên thân liền khỏi hôi thối trừ dịch. Nhà vua hai bước ghẻ đã khỏi thân thể thanh linh thì nói với ông Tỳ Đà rằng: ta từng nghe người nói rằng khi kiếp sắp đến hết thì ba mặt trăng đồng thời hiện lên. Đang lúc đó thì hoạn khổ của tất cả chúng sinh đều trừ hết. Thời đã chưa đến mà ánh sáng này từ đâu đến xa và một mình thân ta sự khổ kẻ lỡ trì khỏi thân được an vui. Ông Tỳ Đà đáp rằng: đây chẳng phải là kiếp hết ba mặt trăng soi cùng một lúc, cũng chẳng phải là ánh sáng của lửa mặt trời tinh tú thảo dược ngọc báo trời. Nhà vua lại hỏi rằng: ánh sáng này nó chẳng phải là ánh sáng của ba mặt trăng cùng soi của ngọc báo thì chính là ánh sáng của ai? Thưa đại vương, Ngài phải biết đó là ánh sáng phóng ra của đấng thiên trung thiên. Ánh sáng này vô hạn, không có bờ cõi, chẳng phải nóng, chẳng phải lạnh, chẳng phải thường, chẳng phải dịch, chẳng phải sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng, vân vân. Vì mức độ chúng sinh nên khiến cho họ có thể thấy có tướng, có thể nói vô hạn, có biên, có nóng, có lạnh, có xanh, vàng, đỏ, trắng. Thưa đại vương, ánh sáng này tuy vậy thật ra chẳng thể nói, chẳng thể nhìn thấy, thậm chí không có xanh, vàng, đỏ, trắng. Nhà vua nói rằng:
Này Kỳ Bà, bốn thiên trung thiên đó vì nhân duyên gì mà phóng ra ánh sáng ấy? Ông Kỳ Bà đáp rằng, tướng điểm hôm nay là vì đại vương, do đại vương trước nói rằng đời không có lớn như trị liệu thanh tâm, nên Đức Phật phóng ra ánh sáng này để trị thân vô trước, nên hầu trị đến tâm. Nhà vua nói rằng, này Kỳ Bà, Đức Như Lai Thế Tôn cũng thấy được ý niệm sao? Ông Kỳ Bà đáp rằng, nếu như một người mà có bảy đứa con, một đứa con trong bảy đứa con đó gặp bệnh làm cho mẹ chẳng phải không bình đẳng, nhưng đối với đứa con bệnh thì lòng thương vợ nhiều hơn vua đại vương. Đức Như Lai cũng vậy, đối với các chúng sinh chẳng phải không bình đẳng, nhưng đối với người có tội thì lòng thương vợ nặng hơn. Nếu người phóng dịch thì từ niệm, nếu người chẳng phóng dịch thì lòng buông bỏ. Nếu ai gọi là người chẳng phóng dịch, đó là lục trụ Bồ Tát thưa đại vương. Các Đức Phật Thế Tôn đối với các chúng sinh chẳng quan sát trụng tính và trẻ trung niên giàu nghèo thời tiết, mặt trời mặt trăng tinh tú nghệ kéo hạ tề đồng bọc nô tỳ, mà chỉ quan sát chúng sinh có thiện tâm hay không thôi. Nếu họ có thiện tâm thì Đức Như Lai liền từ niệm, này đại vương, ngài phải biết bốn điểm như vậy, tức là Đức Như Lai vào tâm mười nguyện ái mà phóng ra ánh sáng. Nhà vua liền hỏi rằng, sao gọi là tâm mười nguyện ái? Ông Kỳ Bà đáp rằng, bốn ánh sáng của vầng trăng có thể khiến cho tất cả hoa ưu bát la nở bày tươi sáng. Tâm mười nguyện ái cũng là như vậy, có thể khiến cho thiện tâm của chúng sinh mở bày, về nên gọi là tâm mười nguyện ái thưa đại vương. Bốn ánh sáng của vầng trăng có thể khiến cho tất cả người đi đường lòng sinh vui mừng. Nguyện ái tam muội cũng là như vậy, có thể khiến cho người tu tập đạo niết bàn lòng sinh hoan hỷ, nguyện nên gọi là nguyện ái tam muội thưa đại vương. Bốn ánh sáng vầng trăng từ ngày đầu tiên mùng 1 đến ngày 15 thì hình sắc ánh sáng dần dần tăng trưởng. Nguyện ái tam muội cũng là như vậy, khiến cho người mới phát tâm có thể tăng bạn dần dần tăng trưởng mong vân cho đến đầy đủ đại bát niết bàn, vậy nên lại gọi là nguyện ái tam muội thưa đại vương. Bốn ánh sáng của vầng trăng từ ngày 16 đến ngày 30 thì hình sắc ánh sáng dần dần tổn giảm, nguyện ái tam muội cũng là như vậy. Phiền não sở hữu ở chỗ ánh sáng này sau đến có thể khiến cho dần dần giảm hết, vậy nên lại gọi là nguyện ái tam muội. Người đại vương, nếu như khi nóng nóng thì tất cả chúng sinh thường bị đến ánh sáng trăng, mà ánh sáng trăng đã soi thì ốc nhiệt liền diệt trừ. Nguyện ái tam muội cũng là như vậy, có thể khiến cho chúng sinh trừ diệt nhiệt não khổ tham. Thưa đại vương, nếu như vầng trăng tròn đầy là vô trong mọi tinh tú và bị cam lộ bởi sự ưa thích của tất cả chúng sinh, nguyện ái tam muội cũng là như vậy, là vô trong các đồ thiệt, là vì cám lợi được sự yêu thích của tất cả chúng sinh, về nên là gọi là nguyện ái tam muội. Nhà vua nói rằng, này Kỳ Bà, ta nghe Đức Như Lai chẳng cùng với người ác đồng dừng, đồng ngồi, đồng đứng dậy, đồng nói năng đàm luận giống như điện cả chẳng chấp nhận thấy chết, như chim hoang mang chẳng trụ ở nhà xí, như thích bề hoàng ngân chẳng cùng ở với quỷ, như chim cư sĩ la chẳng độ cư kho, vân vân. Đức Như Lai cũng vậy, thì ta làm sao mà được đến diện kiến? Giả sử được diện kiến ngài thì tâm ta sẽ chẳng bị hãm vào địa ngục sao? Ta xin la Đức Như Lai, thà gần voi say sư tử cọp sói lửa mặt hờn hực, cho nhất định chẳng gần gũi với người ác nghiệp nặng nề này. Vậy nên ta nghe suy nghĩ thế rồi thì phải có tấm lòng gì để diện kiến Đức Như Lai? Ông Kỳ Bà đáp rằng, thưa đại vương, với những người khác nhất thì phải mau chóng đi đến dòng suối trong, người đói thì cầu xin đồ ăn, người sợ thì cầu người cứu, người bệnh thì cầu lớn y, nóng cầu bỏng mát, lạnh thì cầu lửa, vân vân. Nhà vua mới cầu Đức Phật cũng như vậy, thưa đại vương, Đức Như Lai còn bị mất xịn đời vân vân mà vẫn nói pháp hướng, pháp yếu hướng gì là đại vương? Người chẳng phải là mất xịn đời mà sẽ chẳng nhờ ơn từ bi cứu tới sao? Nhà vua nói rằng, này ông Kỳ Bà, ta trước đã từng nghe mất xịn đời chẳng tin, chẳng nghe, chẳng thể quan sát, chẳng được nghĩa lý, thì vì sao Đức Như Lai mà bị họ nói pháp? Ông Kỳ Bà đáp rằng, thưa đại vương,
Nếu như có người thân năng trọng bậc, người này đem ma thấy thân năng trên điện là một người quan trọng. Anh muốn còn là bán số dầu mỡ mà dùng xoa vào thân nữa. Mỡ nằm trên cho, ăn cho mỡ. Mỡ nằm trên cho, ăn cho. Mơ leo lên cây to hoặc cùng với loài vượn du hành ngồi nằm. Mơ chìm xuống nước, ngập trong bùn. Mơ rơi xuống từ lầu địa núi cao, cây cối, voi ngựa, trâu dê vân vân. Mơ thân mặc áo màu xanh vàng đỏ đen mà vui cười ca múa. Hoặc mơ thấy cùng bọn với quả chim thú hồ ly vân vân. Mơ thấy răng tóc vỡ vụn, thân hình trần truồng gối đầu vào chó, ngủ trong phân bệnh tiểu. Lại mơ cùng với người đã chết đi đứng ngồi nằm nắm tay nhau ăn uống vân vân. Mơ thấy đánh đập đầy đường mà đi trên đó. Hoặc mơ cùng với người nữ bớ tóc chung nhau ôm giữ, lấy lá cây đa la làm quần áo, cứ xe lừa hư mát nhắm hướng nam mà đi. Người đó mơ rồi lòng sinh sầu não, như sầu não nên thân bệnh càng tăng. Như bệnh tăng những người thân thuộc sai người đi mời thầy thuốc. Hình thể người được xa đi, mời thầy thuốc khiếm khuyết, luồn các căn chặn đầy đủ, đầu lấm lem bụi đất, mặc áo tóc gối xe chợ cu nát vân vân. Người đó nói với thầy thuốc rằng hãy mau mau lên xe. Lúc bấy giờ vị lớn như liền tự nghĩ rằng nghe thấy người sứ giả này tướng mạo chẳng tốt thì phải biết người bệnh khó có thể liệu trị. Nhưng lại nghĩ sứ giả tuy chẳng tốt nhưng lại phải xem ngày coi có thể trị không. Nhưng lại phải xem ngày coi có thể trị được không. Nó là ngày 4, ngày 6, ngày 8, ngày 12, ngày 14, vân vân. Những ngày như vậy thì bệnh cũng khó trị. Ông lại nghĩ, ngày tuy chẳng tốt nhưng còn phải xem sao, coi có thể trị được không. Nó là sao hỏa, sao kim, sao mão, sao diêm la vương, sao thấp, sao mã, vân vân. Những sao như vậy thì bệnh cũng khó trị. Ông lại nghĩ, sao tuy chẳng tốt nhưng lại phải xem thời tiết. Nó là mùa thu, mùa đông, vào ngày cốc, vào ngày và ngày và mùa, đêm nửa mùa, tháng vào mùa vân vân thì phải biết là bệnh cũng khó có thể trị. Ông lại nghĩ, như vậy mọi tướng tuy lại chẳng tốt, nhưng hoặc định hay chẳng định thì phải quan sát người bệnh. Người bệnh nếu có phúc đức thì đều có thể trị liệu, nếu không phúc đức thì tuy tốt nhưng ngạo ít dậy. Suy nghĩ thế rồi liền, ông liền cùng đi với sứ giả. Trên đường đi ông lại nghĩ, nếu người bệnh kia có tướng trường thọ thì có thể trị liệu được, còn nếu tướng đoạn thọ thì chẳng thể trị. Ông liền thấy đường trước có hai đứa trẻ đang ra sức đánh nhau, chúng nắm đầu bứt tóc, dùng ngõ đá dao lại vân vân ngán đánh lẫn nhau. Hoặc thấy người dưới lửa tự nhiên tắt hết, hoặc thấy người chặt cây cối, hoặc lại thấy người tay cá tấm giá thuộc theo đường mà đi, hoặc thấy trên đường đi có vật đánh vai, hoặc thấy có người cầm giữ đồ đựng rỗng, hoặc thấy vị sa môn đi một mình không có bạn bè, hoặc lại thấy tọp sói quạ chim thú cồn hoa vân vân. Ông thấy những việc đó rồi lại nghĩ rằng việc người được xoay kiếm vân vân, trong việc thấy các tướng trên đường đi đều là chẳng tốt thì phải biết người bệnh chắc khó trị liệu lắm. Ông lại nghĩ, ta nói chẳng đáng thì chẳng phải là lớn nghi, như đúng năng ấy thì chẳng thể cứu chữa. Ông lại nghĩ, mọi tướng như vậy tuy lại chẳng lành, nhưng hãy bỏ hết để đi đến chỗ người bệnh. Suy nghĩ thế rồi ở đường trước, ông lại nghe tiếng như vậy: vong thất tự tán, băng phá hoại, chặt lột cởi, vơi vụn thôi bớt, vân vân. Chẳng đến, chẳng thể trị liệu, chẳng thể cứu vớt. Ông lại nghe ở phương hoang có tiếng chim thú, như là tiếng chim quạ, chim thú, chim số lợn, hoặc tiếng cá, tiếng chuột, tiếng cồn hoang hoa thọ vân vân. Nghe những tiếng như vậy, ông lại nghĩ phải biết người bệnh này khó có thể trị liệu. Lúc bấy giờ ông đã vào đến nhà người bệnh, thấy người bệnh đó lúc nóng lúc lạnh, đổ xương đau đớn, mắt đỏ rơi lệ, tai không nghe tiếng, ít hầu thắt lại đau đớn, trên lưỡi bắt nát, hình sắc đen sạm, đầu chẳng tự kiềm chế, thân thể khô nát, không
có mồ hôi. Đại tự tiện Bế Tát chẳng thân, thân bóng phì to hồng đỏ khắp thường. Tiếng nói chẳng đều hoặc to hoặc nhỏ, toàn thân loan lỗ xanh vàng khác màu. Bụng người ấy tiếng đầy lời nói chẳng rõ. Thầy thuốc thấy thế rồi sang định hỏi rằng: người bệnh từ trước đến nay ý chí ra sao? Đáp rằng: thưa đại sư, người ấy từ trước kính tín tam bảo và chư thiên, còn nay thì đổi khác, dứt tình kính tín. Xưa ưa ban cho, nay thì xa lận. Xưa tính ít ăn, nay thì quá nhiều. Xưa tính tình hòa thề, nay thì tệ ác. Xưa tính tự yếu cung kính cha mẹ, nay đối với cha mẹ lòng không cung kính. Thầy thuốc nghe vào lên ngửi người bệnh, nghe được mùi hương u bát la, hương trầm thủy tạp, hương tất ca đa, hương đa dạ la, hương đa ma la bạt, hương quất kim, hương kim nền, mùi thịt nướng, mùi ruột bồ đào, mùi gân cốt cháy, mùi cá, mùi phân. Biết được mùi hương rồi, thầy thuốc liền chạm vào thân, biết thân mềm mại giống tơ, giống như tơ lụa. Hoa kiếp bổ ta hoặc cứng như đá, hoặc lạnh như băng, hoặc nóng như lửa, hoặc nhám như cát. Lúc bấy giờ vị lương nghi thấy đủ thứ những thứ như vậy rồi, định biết rằng định biết người bệnh ắt phải chết, chẳng còn nghi ngờ gì. Nhưng thầy thuốc chẳng định nói rằng người này sẽ chết, mà nói với người xem bệnh rằng: ta nay có việc vội, ngày mai sẽ đến lại. Người bệnh ấy cần gì thì cứ theo ý, chớ ngăn cản. Rồi ông liền quay về nhà. Sáng hôm sau sứ giả đến, ông lại nói với người sai rằng: việc của ta chưa xong, thêm chưa hòa thuốc, người trí phải biết. Như vậy người bệnh nhất định chết, chẳng gì nghi ngờ. Thưa đại vương, Đức Thế Tôn cũng vậy, đối với bọn nhất xịn đề giỏi biết căn tính của chúng, mà vì chúng nói pháp. Vì sao vậy? Vì nếu chẳng vì chúng nói thì tất cả phàm phu sẽ nói rằng: Như Lai không đại từ bi. Người có từ bi thì gọi là nhất thiết trí, vì không từ bi thì sao nói rằng người nhất thiết trí? Vậy nên Đức Như Lai vì nhất xịn đề mà diễn nói pháp. Thưa đại vương, Đức Như Lai Thế Tôn cho những người bệnh thường ban cho pháp dược, mà người chẳng uống thì chẳng phải lỗi của Đức Như Lai. Thưa đại vương, bọn nhất xịn đề phân biệt có hai hạng: một là người được, một là được thiện căn hiện tại, hai là được thiện căn đời sau. Đức Như Lai giờ biết bọn nhất xịn đề người có thể ở hiện tại được thiện căn thì vì họ nói pháp, người ở đời sau được thì cũng vì họ nói pháp. Hôm nay tuy không có ích nhưng tạo tác nhân duyên cho đời sau. Vậy nên Đức Như Lai vì nhất xịn đề diễn nói pháp yếu. Nhất xịn đề lại có hai thứ: một là lợi căn, hai là trung căn. Người lợi căn ở đời hiện tại có thể được thiện căn, người trung căn thì sẽ được ở đời sau. Các Đức Phật Thế Tôn chẳng nói pháp rỗng không. Thưa đại vương, ví như người sạch sẽ bị rơi xuống hố xí, có thiện tri thức thấy thương xót mà trước liền nắm tóc kéo ra khỏi. Các Đức Phật Thế Tôn cũng là như vậy. Thì các chúng sinh rơi vào ba đường ác, dùng phương tiện cứu tế khiến cho họ ra khỏi. Vậy nên Đức Như Lai vì nhất xịn đề mà diễn nói pháp. Ngài Vương nói với ông Kỳ Bà rằng: nếu giả sử Đức Như Lai thẩm xét như vậy thì ta phải sáng suốt trợ lựa ngày lành sao tốt rồi nhưng họ mới đi đến. Ông Kỳ Bà tâu vua rằng: thưa đại vương, trong pháp của Đức Như Lai không có việc chọn lựa ngày lành sao tốt. Thưa đại vương, nếu người bệnh nặng còn chẳng xem ngày thời tiết cách hôm mà chỉ cầu thầy thuốc giỏi. Nhà vua hôm nay bệnh nặng cầu vị thầy thuốc giỏi Phật, chẳng nên chọn lựa thời tiết là ngày tốt. Thưa đại vương, như lửa chim đàn và lửa y lan cả hai đều là tướng thưa bớt không có khác vậy. Ngày cát ngày hôm cũng là như vậy. Nó đi đến chỗ Đức Phật đều được diệt tội. Nguyện xin đại vương ngay ngày hôm nay mau đi đến đó. Lúc bây giờ nhà vua liền nói lệnh cho một bề tôi tên là Cát Tường mà bảo rằng: này đại thần, ông phải biết ta nay muốn đi chỗ Đức Phật Thế Tôn, ông hãy mau chóng lo biệt đồ cúng dường cần thiết. Vì đại thần tao rằng: thưa đại vương, hay thay đồ cúng dường cần thiết tất cả đều có. Vua Xà Thế cùng phu nhân nghiêm chỉnh xa giá 12,000 chiếc, 10,000 con voi lớn mạnh mẽ, trên mỗi một con voi đều chở 3 người,
nên thế chàng phan bạo cái hoa hương kỹ nhạc đủ thứ đồ cúng không gì chẳng đầy đủ. Kỳ Mã Thân dẫn đường có đến 18 vạn người, nhân dân sở hữu của nước Ma Già Đà tháp tùng nhà vua, số ấy đầy đủ 58 vạn người. Lúc bấy giờ đại chúng sẵn có của thần Câu Thế Na được đầy 12 gia tuần, đều từ xa nhìn thấy vua A Xà Thế cùng với cúng thuộc tìm đường mà đến. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các đại chúng rằng, tất cả chúng sinh được nhân duyên gần vô thường chánh đẳng chánh giác thì không bằng có bạch lành trước tên. Vì sao vậy? Vì vua A Xà Thế nó chẳng thuận theo lời nói của ông Kỳ Già, thì ngày mùng 7 tháng đến nhất định mạng chung và địa ngục A Tỳ, vậy nên nhân duyên gần không bằng bạch lành. Vua A Xà Thế là ở nửa đường trước, nghe vua Xá Bà Đề Tỳ Lưu Ly cưỡi thuyền vào biển gặp lửa mà chết. Tỳ kheo Cù Già Ly thân sống vào đất đến địa ngục A Tỳ, tu ma sát làm đủ thứ ác mà đi đến chỗ Đức Phật thì mọi tội được diệt vân vân. Nghe những lời nói này xong, nhà vua nói với ông Kỳ Bà rằng, ta nay tôi nghe hai lời nói như vậy nhưng còn chưa thẩm định được. Này ông Kỳ Bà, ông đến đây, ta muốn ông đồng đi một con voi. Giả sử ta phải vào địa ngục A Tỳ thì nhờ ông nắm lấy chẳng đại cho ta. Chẳng đại cho ta rơi, vì sao vậy? Người ta trước đã từng nghe người đắc đạo chẳng vào địa ngục. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo các đại chúng rằng, vua A Xà Thế còn có lòng nghi ngờ, ta nay sẽ vì ông ấy tạo tấm lòng quyết định. Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị Bồ Tát tới lời Trì Nhất Thiết bạch Đức Phật rằng, thưa Đức Thế Tôn, như lời nói trước của Đức Phật, tất cả các pháp đều không định tướng, như là sắc không định tướng vân vân, cho đến Niết Bạn cũng không định tướng, thì vì sao hôm nay Đức Như Lai nói rằng vì vua A Xà Thế tạo tác lòng quyết định? Đức Phật dạy rằng, hay thay này thiệt nam tử, ta nay nhất định vì vua A Xà Thế tạo tác lòng quyết định. Vì sao vậy? Vì nếu là nghi ngờ của vua có thể phá hoại được thì phải biết là các pháp không có định tướng. Vậy nên ta vì vua A Xà Thế tạo tác quyết định tâm. Ông phải biết tâm này là không quyết định. Này thiệt nam tử, nếu tâm vua đó là quyết định thì tội của vua làm sao có thể hoài? Do không định tướng nên tội ấy có thể hoài. Vậy nên ta vì vua A Xà Thế tạo tác tâm quyết định. Lúc bây giờ vị đại vương đã đến vùng Ta La Sơn Thọ, tới chỗ Đức Phật chiêm nghiệm, chiêm ngưỡng Đức Như Lai với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp giống như núi vàng rồng vi diệu. Bây giờ Đức Thế Tôn phát ra 8 thứ tiếng bảo rằng, này đại vương, A Xà Thế quay nhìn bên trái bên phải và nghĩ, trong đại chúng này ai là đại vương? Ta đã phạm tội nghịch, lại không có phúc đức, Đức Như Lai chẳng nên xưng ta là đại vương. Bây giờ Đức Như Lai lại liền kêu lên rằng, này đại vương A Xà Thế. Nhà vua nghe rồi lòng rất hoan hỷ, liền nghĩ như vậy, Đức Như Lai hôm nay hạ cố dùng lời ái ngữ, ta biết quả thật Đức Như Lai đối với các chúng sinh đại bi thương xót, bình đẳng không sai biệt. Ông liền bạch Đức Phật rằng, thưa Đức Thế Tôn, lòng nghi ngờ của con hôm nay vĩnh viễn không còn nữa. Con nhất định với Đức Như Lai chân thật là đấng vô thượng đại sư của chúng sinh. Lúc bấy giờ Bồ Tát Ca Diếp nói với Bồ Tát Trì Nhất Thiết rằng, Đức Như Lai nắm bị vua A Xà Thế tạo tác tâm quyết định. Vua A Xà Thế liền bạch Đức Phật rằng, thưa Đức Thế Tôn, giả sử hôm nay con được cùng với Phạm Vương Thích Đại Hòa Nhân ngồi đứng ăn uống, còn chẳng hân hoan bằng được gặp Đức Như Lai với một lời đối hoài, nên con rất lấy làm vui mừng. Bây giờ vua A Xà Thế liền đem chàng phan bảo cái hương hoa kỹ nhạc đã mang theo để cúng dường, trước làm lễ dưới chân Đức Phật, nhíu quan về bên phải 3 vòng, lễ cúng xong rồi lui về ngồi một phía. Lúc bây giờ Đức Phật bảo vua A Xà Thế rằng, này đại vương, hôm nay ta sẽ vì ông nói chánh pháp yếu, ông phải mở lòng lắng nghe. Người phàm phu thường phải ràng buộc lòng quan sát thân có 20 việc. Một là trong thân này của ta rỗng không vô tịnh, một là trong thân này của ta rỗng không vô lậu, hai là không có các căn lành, ba là sinh tử này của ta chưa được điều thuận, bốn là rơi rớt xuống hầm sâu không chỗ nào chẳng sợ, năm là dùng phương gì để được thấy Phật tính, sáu là làm sao tu định để được thấy Phật tính,
bảy là sinh tử thường khổ, vô thường ngã tịch. Tám là nạn, tám nạn khó được xa lìa, chính là thường bị sự truy đuổi của quản gia. Mười là không có một pháp có thể ngăn chặn các hữu. Mười một là đối với ba đường ác chưa được giải thoát. Mười hai là đầy đủ chủng loài những ác tà kiến. Mười ba là cũng chưa tạo lập bến qua khỏi ngũ nghịch. Mười bốn là sinh tử không bờ cõi mà chưa được bờ bên ấy. Mười lăm là chẳng tạo tác các nghiệp thì chẳng bị quả báo. Mười sáu là không có ngã làm người khác thọ quả. Mười bảy là chẳng tạo nhân duyên vui thì nhất định không có kết quả vui. Mười tám là nếu có tạo nghiệp thì quả nhất định chẳng mất. Mười chín là nhân vô minh sinh thì nhân cũng nhân đó mà tử. 20 là quá khứ, vị lai và hiện tại thường làm phóng dịch ngày đại vương. Người phạm phu phải đối với thân này thường tạo tác 20 thứ quan sát như vậy. Tạo tác sự quan sát này rồi thì chẳng ưa sinh tử, mà chẳng ưa sinh tử thì được chỉ quán. Bây giờ theo thứ lớp quan sát tướng tâm sinh, tướng trụ, tướng dịch. Theo thứ lớp quan sát tướng tâm sinh trụ diệt rồi thì định tuệ tánh giới cũng là như vậy. Quan sát sinh trụ diệt rồi biết tướng tâm vân vân cho đến tướng giới thì nhất định chẳng làm ác, không có nỗi sợ chết, nỗi sợ ba đường ác. Nếu hành giả chẳng ràng buộc lòng quan sát 20 việc như vậy thì lòng buông lung không việc ác nào chẳng làm. Vua A Xà Thế thưa rằng: như con hiểu được ý nghĩa của câu nói Đức Phật thì con từ xưa đến giờ chưa từng quan sát 20 việc này nên đã tạo nên mọi nghiệp ác. Đã tạo mọi nghiệp ác thì con có nỗi sợ chết, nỗi sợ ba đường ác. Từ Đức Thế Tôn, tụi con đang nhất lấy tay lên tạo tác tội ác nặng đại, phụ quân không có tội. Mà ngăn ngược giao thông lịch hòa 20 việc quán này mà dạy sự chẳng quan sát thì nhất định phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Đức Phật bảo rằng: này đại vương, tính tướng của tất cả các pháp vô thường không có quyết định, tại sao nhà vua nói là nhất định phải đọa địa ngục A Tỳ? Vua A Xà Thế bạch Đức Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp không định tướng thì tội giết cha của con cũng nên chẳng định. Nếu tội giết định thì tất cả các pháp chẳng phải bất định. Đức Phật dạy rằng: này đại vương, hay thay, các Đức Phật Thế Tôn nói rằng tất cả pháp đều không định tướng, nhà vua lại có thể biết giết cũng chẳng định, vậy nên phải biết giết không định tướng. Này đại vương, như lời ông nói, phụ vương không tội mà ngăn ngược gia thân nghịch hại thì ai là cha? Chỉ đối với ngăn ấm dạ nhân chúng sinh mà vọng sinh ra tư tưởng cha. Ở trong 12 nhập 18 giới thì cái gì là cha? Nếu sắc là cha thì bốn âm còn lại nên chẳng phải. Nếu bốn âm còn lại là cha thì sắc cũng nên chẳng phải. Nếu sắc và chẳng sắc, nếu sắc và chẳng phải sắc hợp lại là cha thì không có điều này. Vì sao vậy? Vì sắc cùng chẳng phải sắc tính chúng không hợp. Này đại vương, chúng sinh phàm phu đối với sắc ấm này vọng sinh ra tư tưởng cha, như vậy thì sắc ấm cũng chẳng thể hại. Vì sao vậy? Vì sắc có 10 thứ, mà trong 10 thứ này thì chỉ có một thứ sắc là có thể thấy, có thể nắm giữ, có thể sinh hoa, có thể nô lường, có thể điều khiển, có thể trói buộc. Tuy có thể thấy vân vân, có thể trói buộc, nhưng tính của sắc ấy chẳng tụ, do tính ấy chẳng tụ nên chẳng thể được thấy, chẳng thể nắm bắt, chẳng thể sinh lường, chẳng thể điều khiển, trói buộc. Sắc tướng như vậy thì làm sao có thể giết? Nó sắc là cha, có thể giết, có thể hại, mà bị tội báo thì chiếm thứ sắc còn lại nên chẳng phải. Nếu chiếm thứ còn lại chẳng phải thì nên không có tội. Này đại vương, sắc có ba thứ là sắc quá khứ, vị lai và hiện tại. Sắc quá khứ và hiện tại thì chẳng thể hại. Vì sao vậy? Vì quá khứ có đi, còn hiện tại thì từng nghiệp diệt mất. Ngăn chặn vị lai ngăn gọi đó là giết. Như vậy một sắc hoặc có thể giết hoặc chẳng thể giết, mà có giết chẳng giết thì sắc là bất định. Nếu sắc bất định thì giết cũng bất định, mà giết bất định nên báo cũng bất định.
thì sao nói rằng nhất định vào địa ngục này đại vương? Sự tội nghiệp của tất cả chúng sinh thường có hai thứ, một là khinh, hai là trọng. Nếu lòng bất nhận làm thì gọi là khinh, nếu không nhận lòng cùng làm thì gọi là trọng, này đại vương. Lòng nghĩ nhận nắng mà không chẳng làm thì bị quả báo nhẹ, này đại vương. Ngày xưa, niệm người chẳng qua lực giúp, mà chỉ nói là hình phạt là đủ, này đại vương. Nếu ngài ra lệnh thì cho thị thần lập đài chém đầu vua, và khi ngài ngồi xem mới chém mà còn chẳng bị tội, huống là vua chẳng ra lệnh thì sao gọi là bị tội? Nhà vua nếu bị tội thì các đức Phật Thế Tôn cũng nên bị tội. Vì sao vậy? Vì cha ngài vị tướng vương Tần Bà Ta La đã từng ở chỗ các đức Phật gieo trồng các căn lành, nên ngày hôm nay được ở ngôi vua. Nếu các đức Phật chẳng thọ sự cúng dường của ông ấy thì ông ấy chẳng được làm vua. Nếu ông ấy chẳng làm vua thì ngài chẳng vì muốn được nước nên sinh lòng giết hại. Vậy nếu ngài giết cha thì vậy nếu ngài giết cha phải có tội, thì chúng ta các đức Phật cũng nên có tội. Nếu các đức Phật Thế Tôn không có tội thì làm sao một mình ngài có tội được vậy, này đại vương? Nếu Tình Bà Ta La thời trước có ác tâm, như hành ở trong núi Tỳ Phú La Sanh Na, ông đi cùng khắp vùng khán giả, đều không được gì mà chỉ thấy một vị tiên nhân đầy đủ năm thần thông. Thế mà ông liền sinh lòng ác sinh nhớ mà nghĩ, hôm ta nghe đi sanh, sở dĩ chẳng được gì chính là do người này phải xua đuổi hắn đi khỏi. Ông liền ra lệnh cho Tạ Hữu giúp người đó. Người ấy lâm chung sinh ra, người ấy lâm chung sinh lòng sinh ác, mất hết thần thông mà thề rằng ta thật vô tội, ngươi dùng tâm miệng ngang ngược gia hại giết chết. Vào đời vị lai ta cũng sẽ trở lại dùng tâm miệng mà gia hại ngươi như vậy. Vì vua nghe lời sinh lòng hối hận, cúng dường tự thi. Vì vua này như vậy còn được khinh tội, chẳng bị đọa địa ngục, huống là vua chẳng vậy mà phải đọa địa ngục thọ quả báo sao? Đức tiên vương đã tự tạo ra rồi trở lại tự nhận lấy, thì làm sao khiến cho nhà vua bị tội giúp được? Như lời vua đã nói, phụ vương không tội thì sao gọi rằng không? Này đại vương, phàm người có tội thì có tội báo, người sống ác nghiệp thì không tội báo. Cha của ngài bị tiên vương, nếu không tội thì sao có quả báo? Vua Tần Bà Ta La ở trong huyền thế cũng được thiện quả và cả ác quả. Vậy nên vị tiên vương cũng lại bất định mà do bất định, nên giết cũng bất định, giết bất định thì làm sao mà nói là nhất định vào địa ngục? Ngài đại vương, sự cuồng hoặc của chúng sinh phàm có bốn thứ: một là thân cuồng, hai là dược cuồng, ba là trú cuồng, bốn là bản nghiệp duyên cuồng. Ngài đại vương, trong lời tự của ta có bốn thứ cuồng này, tuy họ làm nhiều điều ác nhưng nhất định chẳng ghi là người này phạm giới. Người làm người đó chẳng đến ba đường ác, nếu họ trở lại được lòng thì cũng chẳng nói rằng phạt. Nhà vua vốn tham đất nước, nghịch hại phụ vương, nếu tâm thanh cuồng làm thì làm sao bị tội, này đại vương? Nếu người say rượu nghịch hại cha hắn, khi tỉnh dậy rồi thì lòng sinh hối hận, ông phải biết việc này cũng chẳng bị quả báo. Nhà vua không nghe tham sai, chẳng phải bản tâm làm, mà nếu chẳng phải bản tâm thì sao gọi là bị tội? Này đại vương, nếu như vị hiển sư ở đầu đường ngã tư hướng hóa làm ra đủ trai gái đoan người chủ ngập quỳnh não vân vân, người ngu cho đó là chân thật, người có trí biết đó chẳng phải thật đó. Giết cũng như vậy, phàm phu cho là thật cho các Phật Thế Tôn biết được ấy chẳng phải chân. Này đại vương, nếu như tiếng vang trong vùng núi, người ngu si cho là tiếng thật, kẻ có trí biết tiếng ấy chẳng phải chân. Giết người giết cũng như vậy, hạng phàm phu cho là thật cho các Phật Thế Tôn biết được ấy chẳng phải chân. Này đại vương, những người có cả oán giả trá đến cận kề, người ngu si cho là thật thâm, kẻ trí thâm đạt mới biết là dối trá. Giết cũng như vậy, hạng phàm phu cho là thật các đức Phật Thế Tôn biết được ấy chẳng phải là chân. Này đại vương, những người cầm gương soi tự thấy giống mặt của mình, người ngu si cho là mặt chân thật, kẻ trí rõ thân biết mặt ấy chẳng phải chân thật. Giết cũng như vậy,
hàng phàm phu cho là thật, các đức Phật Thế Tôn biết việc ấy chẳng phải là chân. Này đại vương, khi phi lửa cháy, người ngu si cho đó là nước, kẻ trí thông đạt biết lửa ấy chẳng phải nước, giết cũng như vậy. Hàng phàm phu cho là thật, các đức Phật Thế Tôn biết việc ấy chẳng phải là chân. Này đại vương, khi thành được càng thất bại, người ngu cho là chân thật, kẻ trí rõ đạt biết thành ấy chẳng phải là chân, giết cũng như vậy. Hạng phàm phu cho là thật, các đức Phật Thế Tôn biết được ấy chẳng phải là chân. Này đại vương, những người chấm ma hưởng thụ niềm vui nhanh dục, người ngu si cho đó là thật, kẻ trí rõ đạt biết được ấy chẳng phải là chân, giết cũng như vậy. Hạng phàm phu cho là thật, các đức Phật Thế Tôn biết việc ấy chẳng phải là chân. Này đại vương, pháp giết, nghiệp giết, người giết, quả báo giết và cả giải thoát vân vân, ta đều biết rõ chúng là không có tội. Nhà vô tu biết giết nhưng sao gọi là tội? Này đại vương, đúng như có người giỏi biết về rượu, nhưng người ấy chẳng uống thì cũng chẳng say, tu lại biết lửa nhưng cũng chẳng đốt cháy. Nhà vô cũng như vậy, tu lại biết giết nhưng sao gọi rằng có tội? Này đại vương, có các chúng sinh vào lúc mặt trời lặn, có các chúng sinh vào lúc mặt trời mọc làm đủ thứ tội, mà lúc mặt trăng mọc là đi trộm cướp. Mặt trời mặt trăng chẳng mọc thì chẳng làm nên tội, tuy nhiên mặt trời mặt trăng khiến cho họ làm nên tội. Nhưng mặt trời mặt trăng này thật chẳng đắc tội, giết người giết cũng như vậy. Tôi lại nhân nơi vương, nhưng nhà vương thật không có tội. Này đại vương, như trong cung vương thường lệnh bảo làm thịt dê, lòng ban đầu không sợ thì sao đối với cha vương sinh ra lòng sợ? Tôi người xuất sinh sự tôn ti có cấp bệt, nhưng ham sống sợ chết cả hai đều không khác, thì vì sao đối với dê lòng nhà không sợ? Còn đối với vua cha sinh vô khổ nặng nề. Này đại vương, người thế gian là yêu thích tâu tớ chẳng được tự tại, vì yêu thích sự sai khiến mà làm ác hại, và sự có quả báo thì mới là tội yêu thích. Nhà vua chẳng tự tại thì phải có tội gì? Này đại vương, với những nhất bàn chẳng phải có, chẳng phải không thì mà cũng là có, giết cũng như vậy. Tuy chẳng phải có, chẳng phải không mà cũng là có. Người tạm quý thì chính là chẳng phải có, không người không tạm quý thì chính là chẳng phải không. Người thọ quả báo thì gọi đó là có, người thấy không thì tức là chẳng phải có, người thấy có thì tức là chẳng phải không. Có người thấy có thì cũng gọi là có, vì sao vậy? Vì có người thấy có được quả báo, không người thấy có thì không quả báo. Người thường thấy thì tức là chẳng phải không, không người thường thấy thì tức là chẳng phải có. Người thường thấy thì chẳng được là không, vì sao vậy? Vì người thường thấy có nghiệp quả, vậy nên người thường thấy thì chẳng được là không. Do nghĩa này nên tuy chẳng phải có, chẳng phải không mà cũng là có. Này đại vương, vật và chúng sinh thì gọi là hơi thở ra vào, đoạn dứt hơi thở ra vào nên gọi là giết. Các đức Phật Thế Tôn theo Thế Tục cũng nói là giết. Này đại vương, sắc là vô thường, nhân duyên của sắc cũng là vô thường, từ nhân duyên vô thường sinh ra sắc thì sao gọi là thường? Cho đến thức là vô thường, nhân duyên của thức cũng là vô thường, từ nhân duyên vô thường sinh ra thức thì sao gọi là thường? Do vô thường nên khổ, do khổ nên không, do không nên vô ngã. Nói là vô thường khổ không vô ngã thì là giết cái gì? Giết vô thường thì được thường niết bàn, giết khổ được là giết không được thật, giết vô ngã mà được chân ngã. Này đại vương, nếu giết vô thường khổ không vô ngã thì cùng với ngã đồng, ta cũng giết vô thường khổ không vô ngã mà chẳng vào địa ngục thì sao ông gọi là vào? Lúc bây giờ vua A Xà Thế tôi đúng như lời Đức Phật nói mà quan sát sắc vân vân cho đến quan sát thức. Tác khởi sự quan sát này rồi ông liền bạch Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, hôm nay tôi mới biết sắc là vô thường vân vân cho đến thức là vô thường. Con trước nếu có thể biết như vậy thì đã chẳng làm nên tội. Thưa Đức Thế Tôn, con trước từng nghe các Đức Phật Thế Tôn thường vì chúng sinh mà làm cha mẹ,
Tuy nghe lời nó đã nhưng còn chưa thẩm định, hôm nay thì nhất định biết. Thưa Đức Thế Tôn, con muốn từng nghe tu vi sông luân là sự tạo thành của bốn thứ, đó là vàng bạc lưu pha lê. Nếu có nhiều chim theo chỗ tập hợp thì đồng màu của núi ấy. Tuy nghe lời nói này nhưng con cũng chẳng thẩm định. Hôm nay con đi đến núi Tu Di Phật thì cũng đồng màu, mà cũng đồng màu thì biết các pháp vô thường, khổ không vô ngã. Thưa Đức Thế Tôn, con thấy là thế gian từ hạt y lan sinh ra cây y lan, chẳng thấy hạt y lan sinh ra cây chim đàn. Hôm nay con mới thấy từ hạt y lan sinh ra cây chim đàn. Hạt y lan là thân con đó, cây chim đàn thì tức là lòng con có niềm tin căn bản vậy. Thân căn là con ban đầu chẳng biết cung kính Đức Như Lai, chẳng tin pháp tăng, đó gọi là vô căn. Thưa Đức Thế Tôn, con nói chẳng gặp được Như Lai Thế Tôn thì phải ở tại đại địa ngục cho vô lượng A Tăng kỳ kiếp, chịu vô lượng khổ. Con hôm nay may mắn được diện kiến Đức Phật, do công đức được diện kiến Đức Phật này mà phá hoại tất cả ác tâm phiền não sáng cáo của chúng sinh. Đức Phật dạy rằng: Này đại vương, hay thay hay thay, ta nay biết ông nhất định có thể phá hoại ác tâm của chúng sinh. Thưa Đức Thế Tôn, nếu con xét có thể phá hoại các ác tâm của chúng sinh thì khiến cho con luôn ở tại địa ngục A Tỳ trong vô lượng kiếp, vì các chúng sinh chịu đại khổ não mà chẳng lấy làm khổ. Lúc bấy giờ vô lượng nhân dân của nước Ma Già Đà đều phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Do vô lượng nhân dân phát đại tâm như vậy vấn vân nên trọng tội sống có của vua A Xà Thá liền được mỏng nhỏ bắt đi. Các nhà vua và phu nhân hậu cung thái nữ đều đồng phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác. Lúc bấy giờ vua A Xà Thá nói với ông Kỳ Bà rằng: Ta nay chưa chết đã được thân trời, bỏ đi mạng ngắn ngủi mà được mạng dài lâu, bỏ thân vô thường mà được thân thường trụ, khiến cho những chúng sinh phát tâm vô thường chánh đẳng chánh giác, tức là thân trời, mạng dài lâu, thân thường trụ, tức là đệ tử của tất cả các Phật. Nói lời này xong, ông liền dùng đủ thứ bảo tràng, bảo phan, bảo cái, hương hoa, chú ngọc, ký nhập, ví dụ mà cúng dường Đức Phật. Ông lại dùng kệ tụng mà khen ngợi rằng: Lời thật rất ví dụ, câu nghĩa khéo léo hơn, tạc thập thân bí mật vì chúng hiện thị lên, lời quảng bác sẵn có vì chúng luật tuyên dương. Đầy đủ lời như vậy khéo trì liệu chúng sinh. Nếu có các sinh chúng lời này được nghe xong, hoặc tin hoặc bất tín, biết là lời Thế Tôn. Lời Phật thường ôm dự vì chúng nói thơ hoang, lời thơ và lời dự về đệ nhất nghĩa tôn. Nên con hôm nay nguyện quy y với Thế Tôn, đời Như Lai một vị như nước biển mênh mông. Đó và đệ nhất nghĩa không lời nghĩa rỗng không. Hôm nay lời Đức Phật đủ thứ pháp không lường, mọi trai gái nghe được đệ nhất nghĩa đạo đồng, không nhân cũng không quả, không diệt và không sinh. Đó và nước bàn lớn người nghe phá hết phá kết duyên Như Lai vì tất cả, thường làm cha mẹ lành. Phải biết các sinh chúng đều là con Thế Tôn Như Lai từ bi lớn, vì chúng khổ hạnh là như người ma quỷ mệt, việc làm nhiều loạn cuồng. Con nay được thấy Phật sở đắc ba nghiệp lành, công đức này công nguyện hồi hướng đạo không chân, đồ con nay dân cúng Phật pháp và chúng tăng, công đức nay công nguyện tam bảo đời thừa tồn. Con hôm nay sẽ được đủ thứ công đức lành, con nguyện đem phá hoại bốn ma của chúng sinh. Con gặp ác tri thức tội ba đời tạo nên, nay hối hận trước Phật nguyện sau không dám làm. Nguyện cho những sinh chúng đều phát bồ đề tâm, buộc lòng thường suy nghĩ tất cả Phật mười phương. Lại nguyện các sinh chúng mãi phá tan não phiền, tà rõ thấy Phật tính như diệu đức minh thù vân vân. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn khen vua A Xà Thế rằng: Hay thay, hay thay, nếu có người có thể phát tâm bồ đề thì phải biết là người này làm trang nghiêm đại chúng của chư Phật. Này đại vương, ông thời xưa đã ở chỗ Đức Phật Tỳ Ba Thi, đầu tiên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó về sau, đến khi ta ra đời, ở khoảng giữa thời gian ấy, ông chưa từng đọa vào địa ngục chịu khổ. Đại vương phải biết rằng
tâm Bồ Đề mới có quả báo không lường như vậy. Này Đại Vương, từ nay về sau thường phải xin tâm, thường phải xin tu tâm Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì từ nhân duyên này sẽ được tiêu diệt vô lượng nghiệp ác vậy. Lúc bây giờ vua A Xà Thế và nhân dân toàn nước Ma Già Đà đứng dậy nhiễu quanh Đức Phật, rồi từ tạ lui trở về cung phẩm thiên hành như tạp hoa thuyết. Phẩm Anh Nghi Hành phần 21. Này Thiện Nam Tử, sao gọi là Anh Nghi Hành? Này Thiện Nam Tử, chẳng thể đứng dậy đi lại nói năng thì đó gọi là Anh Nghi, đứa trẻ con. Như Lai cũng vậy, chẳng thể khởi dậy là Như Lai nhất định chẳng khởi dậy các pháp tướng. Chẳng thể trụ đứng là Như Lai, là Như Lai chẳng chấp trước tất cả các pháp. Chẳng thể lại là thân Như Lai đi không có lai động. Chẳng thể đi là Như Lai đã đi đến Đại Bát Niết Bàn. Chẳng thể nói năng là Như Lai tuy vì tất cả chúng sinh diễn nói các pháp, nhưng thật không có điều gì để nói. Vì sao vậy? Vì có điều để nói thì gọi là pháp hữu vi, mà Như Lai Thế Tôn chẳng phải là hữu vi, vậy nên không nói. Lại không lời nói thì giống như đứa trẻ con nói năng chưa rõ, tuy nói lại có nói nhưng thật cũng không lời nói. Như Lai cũng vậy, lời nói chưa rõ tức là lời bí mật của các Đức Phật. Các Đức Phật tuy có lời nói ra nhưng chúng sinh chẳng lý giải được, nên gọi là không lời nói vô ngữ. Lời An Nhiên là gọi bất, lời An Nhiên là gọi vật bất nhất, chưa biết lời gọi chính đáng. Tôi gọi là vật bất nhất, chưa biết lời gọi chính đáng, nhưng chẳng phải chẳng nhanh vào đây mà được nhận thức về vật. Như Lai cũng vậy, địa phương chủng loại của tất cả chúng sinh đều khác, lời nói chẳng đồng. Như Lai phương tiện tùy theo họ mà nói, cũng khiến cho tất cả bọn họ nhân đó mà được lý giải. Là An Nhi là có thể nói đại từ chữ lớn, Như Lai cũng vậy, nói đến đại từ như là bà Hòa. Hòa là hữu vi, bà là vô vi, nó gọi là An Nhi. Hòa thì gọi là vô thường, bà thì gọi là hữu thường. Như Lai nói thường, chúng sinh nghe rồi thì vì thường pháp nên đoạn dứt với vô thường pháp, đó gọi là hành An Nhi. Là An Nhi thì chẳng biết khổ lạc, ngày đêm, cha mẹ vân vân. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, vì chúng sinh nên chẳng thấy khổ lạc, không có tướng ngày đêm. Đối với các chúng sinh, lòng Bồ Tát ấy bình đẳng, nên không có tướng cha mẹ thân sơ vân vân. Lại An Nhi thì chẳng thể tạo tác những việc lớn nhỏ, Đại Bồ Tát cũng là như vậy, chẳng lại tạo tác nghiệp sinh tử. Đó gọi là chẳng tạo tác đại sự, mà đại sự tức là ngũ nghịch vậy. Đại Bồ Tát thì nhất định chẳng tạo tác tội nặng ngũ nghịch. Việc nhỏ tức là tâm nhị thừa, mà Bồ Tát thì nhất định chẳng thoái tâm Bồ Đề mà tạo tác thanh văn bất chi Phật thừa. Lại hành An Nhiên là như lúc đứa trẻ con kia kêu khóc thì cha mẹ liền dùng lá vàng của cây dương mà nói dỗ rằng: chớ khóc, chớ khóc, ta cho con vàng đây. Đứa trẻ thấy rồi sinh ra ý tưởng về vàng rồng, liền dừng lại chẳng khóc nữa. Nhưng lá dương này thật chẳng phải là vàng vậy. Châu gỗ, ngựa gỗ, con trai gỗ, con gái gỗ, vân vân. Đứa trẻ nhìn thấy rồi cũng lại sinh ra ý tưởng về con trai, con gái, vân vân, liền dừng lại chẳng khóc nữa. Nhưng thật chẳng phải là con trai, con gái. Do tạo nên tư tưởng về con trai, con gái như vậy nên gọi là An Nhi. Như Lai cũng vậy, nếu có chúng sinh muốn tạo ra mọi việc ác thì Như Lai, vì họ nói về 32 tầng trời thường lạc ngã tịnh, đoan chính tự do, nếu cung định đẹp, hưởng thụ niềm vui ngũ dục, đổ tường của sáu căn, không gì chẳng phải là vui. Chúng sinh nghe có niềm vui như vậy nên lòng sinh ra tham vui, dừng lại chẳng làm ác, siêng năng làm nghiệp thiện của 33 trời. Thật ra đó là sinh tử vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Nhưng vì độ chúng sinh nên phương tiện nói rằng thường lạc ngã tịnh. Là An Nhi là nếu có chúng sinh khi chán sinh tử thì Như Lai vì họ nói về nhị thừa, nhưng thật ra không có nhị thừa trên thật. Do nhị thừa nên biết được lỗi hoạn của sinh tử, thấy được niềm vui niết bàn. Do được thế này nên tự nên có thể tự biết có đoạn chẳng đoạn, có chân chẳng chân, có tu chẳng tu, có đắc chẳng đắc, vân vân. Này Thiện Nam Tử,
Như đứa trẻ kia ở trong chẳng phải vào mà sinh ra ý tưởng vàng, Như Lai cũng vậy, ở trong bất tịnh mà nói là tịnh. Như Lai nói được đại nhất nghĩa thì không có hư dối, như đứa trẻ kia đối với chẳng phải trâu ngựa mà tắt khởi ý tưởng trâu ngựa, nên nó có chúng sinh ở trong chẳng phải đạo mà tắt khởi ý tưởng chân đạo. Thì Như Lai cũng nói chẳng phải đạo là đạo, trong chẳng phải đạo thật không có đạo. Nhưng do có thể sinh ra chút nhân duyên nợ nên Như Lai nói chẳng phải đạo là đạo. Như đứa trẻ kia nói với trai gái bằng gỗ sinh ra tư tưởng con trai con gái, Như Lai cũng vậy. Biết chẳng phải chúng sinh mà nói tướng chúng sinh, nhưng thật ra không có tướng chúng sinh vậy. Phật nói Phật Như Lai nói không chúng sinh mà tất cả chúng sinh rơi vào tà kiến. Vậy nên Như Lai nói có chúng sinh, ở trong chúng sinh tạo tác tướng chúng sinh thì chẳng phải, thì chẳng thể phá tướng chúng sinh vậy. Nếu ở trong chúng sinh mà phá tướng chúng sinh thì người đó có thể được đại bát niết bàn. Như được đại niết bàn như vậy nên dừng lại chẳng kêu khóc, đó gọi là hạnh an nhi. Này thiện nam tử, khi có người nam người nữ thọ trì đọc tụng ghi chép dạy nói năm hạnh này thì ông phải biết rằng người này nhất định sẽ được năm hạnh như vậy. Bồ Tát Ca Diếp bạch Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, nếu con lý giải được ý nghĩa lời nói của Đức Phật thì con cũng nhất định sẽ được năm hạnh này. Đức Phật dạy rằng: Này thiện nam tử, chẳng đọc một mình ông được năm hạnh như vậy, mà hôm nay trong đại hội, trong hội này có 93 vạn người cũng đồng với ông được năm hạnh này. Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển thứ 18 hết.